Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại cùng với kênh YouTube của Ngọc Bún. Chắc là đọc ở phần tiêu đề thì mọi người cũng biết rồi. Ở trong video hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau soát 6 màu son của nhà Black Roux, phiên bản son tim bóng, và gợi ý cho mọi người 3 màu son để đánh ngay trong dịp Tết này vào mùng 1, mùng 2, mùng 3. Ok, còn chờ gì nữa, cùng vào thôi. Black Roux là một hãng son mà mình cực kỳ yêu thích và thường lựa chọn để đánh hàng ngày. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau soát bộ son gồm có 6 cây đến từ nhà Black Roux. Nhìn thiết kế bên ngoài thì chắc chắn là mọi người sẽ biết bên trong là son bóng luôn, với thiết kế cực kỳ xinh xắn. Vỏ giấy bên ngoài và thân son bên trong có trùng màu với son luôn, nên là chúng mình có thể nhìn được màu son bên ngoài này và không cần phải soát ra tay. Màu đầu tiên mình có là màu HG05. Màu 05 này là tông cam tươi kiểu hơi neon một chút xíu. Mình nghĩ là đây cũng là màu son mà khó đánh nhất ở trong bộ này luôn, nên là nếu mọi người có da ngăm này, men răng ngà vàng thì có thể là tham khảo những màu son tiếp theo. Còn với màu này thì những bạn mà có da trắng này, men răng trắng thì vẫn có thể đánh được nhá. Màu son này để đánh được lên xinh nhất thì chúng mình sẽ cần đi kèm make up. Thay vì đánh ngay trên mặt mộc thì cảm giác nó sẽ làm xỉn da và men răng của chúng mình, nên là chúng mình sẽ nhấn vào lông mày này, mắt và má nhiều thiên về tông cam. Thì khi đánh màu son này lên thì tổng thể make up của chúng mình sẽ rất hài hòa. Về khoản màu thì em này có hơi khó đánh thật, nhưng mà về chất son thì lần này Black Roux làm rất đỉnh luôn. Chất son bóng nhưng mà lên màu chuẩn ngay từ lần quẹt đầu tiên. Khi mà mình soát trong lòng môi là phun môi thì son vẫn lên rất đẹp. Chất son bóng này khi đánh ở trên môi thì tạo cảm giác để làm môi rất căng mọng và tươi trẻ, không giống như kiểu là chúng mình ăn đồ ăn có dầu mỡ và nó bám ở trên môi đâu, là cảm giác cực kỳ thích luôn. Với màu son này khi thoa phun môi thì màu son sẽ lên rất rõ, không giống như kiểu là chúng mình đánh son bóng bình thường, màu lên rất chuẩn, chỉ còn thêm một lớp bóng ở bên trên thôi. Hay là về khoản lên màu thì mình sẽ sẵn sàng chấm cho em này là 10/10. So với màu HG05 thì màu HG06 này đã dễ dùng hơn rất nhiều rồi. Màu này mình thấy là da nào cũng có thể đánh được. Khi đánh ở trong lòng môi thì màu son sẽ lên vừa phải. Nó là một tông kiểu đỏ cam hơi hướng săn hơn một chút xíu. Nên là khi đánh ở trong lòng môi thì chúng mình có thể lựa chọn màu son này để đánh đi học đi làm hàng ngày không có vấn đề gì cả. Nếu mọi người muốn màu son lên đậm và thu hút hơn thì hoàn toàn có thể lựa chọn em son bóng này để đánh phun môi. Khác với những màu son bóng khác thì nó chỉ bám được trong lòng môi, còn nếu khi chúng mình thoa phun môi thì nó sẽ kiểu loang lổ và không được đều màu. Nhưng mà khi đánh em son này thì hoàn toàn không có tình trạng để xảy ra đâu nhé. Bộ sưu tập son bóng lần này thì rất đa dạng. Đời trước thì hãng có ra mắt một số màu son rồi, vì chất son và màu thì cũng đã ra đẹp, nhưng mà vì chất son của lần này thì mình thấy là mê hơn cả, vì cái chất son nó đã có thêm dưỡng bên trong rồi. Nên là đánh vào thời tiết mùa đông như thế này môi chúng mình dễ bị khô ấy, nên là khi đánh lên thì môi nó rất là mềm mịn và có độ căng bóng trên môi nữa. Nên là với những bạn mà có môi khô này, môi nứt nẻ và không thích đánh son lì thì có thể tham khảo em son bóng này. Tiếp tục mình có một màu son dễ sử dụng nữa, đấy là màu HG07. Em này là tông đỏ đất nhẹ nhàng và pha một chút xíu hồng bên trong. Đây là màu son này khi đánh lên thì nó vừa nhẹ nhàng vừa nữ tính. Màu son này khi đánh ở trong lòng môi là phun môi thì đều rất đẹp. Đây cũng là một trong 3 em son mình gợi ý cho mọi người để đánh ở trong dịp Tết này nhá. Khi thoa ở trong lòng môi thì màu son sẽ lên vừa phải. Với những bạn mà không thích màu son lên quá đậm thì có thể lựa chọn cách đánh này. Còn với mình thì với son bóng ấy thì mình sẽ muốn đánh dày hơn và đậm hơn, thì màu nó lên rất chuẩn này và độ bóng ở trên môi thì không gì phải bàn rồi. Để lựa chọn make up đi kèm với son bóng thì mình sẽ lựa chọn những cái tông mắt và má vừa phải thôi. Nó thiên về tông hồng, tông cam, tông đỏ nhẹ nhàng, đánh vừa phải thôi nhá. Và đi kèm với son bóng đánh phun môi thì đảm bảo là nó sẽ là điểm nhấn ở trong make up của chúng mình luôn. Ở trong dịp Tết này, nếu mọi người chưa biết make up như thế nào để đi chúc Tết này thì có thể tham khảo cái make up lúc hôm nay của mình. Mắt má vừa phải kiểu tông hồng đất ý, và thêm một chút son bóng phun môi nữa thì đảm bảo là kiểu nó vừa thu hút nhưng mà không bị quá lố đâu. Mình cực kỳ recommend cái make up hôm nay cho mọi người, đi kèm với đồ màu đỏ này, đồ màu hồng này, những cái đồ kiểu tông tươi sáng thì rất hợp. Chúng mình có màu son tiếp theo, màu HG08. Phải nói là đây là màu son mình thích nhất ở trong bộ sưu tập lần này luôn. Một tông đỏ đất cực kỳ đẹp, son bóng và tông đỏ đất nữa thì không có gì phải bàn rồi. Em này khi đánh ở trong lòng môi là phun môi thì đều rất đẹp. Nếu mọi người đang muốn tham khảo một em son để đánh á, kiểu trong dịp Tết này đi kèm với những cái đồ cái tông đỏ ấy, thì chắc chắn nên thử cái màu 08 này nhá. Màu này rất đẹp ở cả lòng môi là phun môi luôn. Còn với mình ý, thì mình muốn đánh em son này phun môi thì nó sẽ là một cái điểm nhấn rất rất là quan trọng ở trong cái make up hôm nay của mình. Màu son này đi kèm với cái áo nhung đỏ của mình nữa thì tổng thể nó rất rất là hợp luôn. Chắc là dịp Tết này mình sẽ chụp một vài bộ ảnh với cái em áo này và màu son HG08. Mọi người rất rất nên thử cái màu HG08 đó nhá. Cực kỳ recommend cho mọi người màu này luôn.
Em son này khi đánh ở trên môi thì nó sẽ có một cái mùi vani ngọt nhẹ, nó là cái mùi của bánh quy. Cái mùi này thì nó vừa phải thôi. Thế những bạn mà không thích mùi trong mỹ phẩm thì mình nghĩ là vẫn có thể sử dụng được em son này. Mùi sẽ bay đi sau khoảng tầm từ 1 cho tới 2 phút đánh ở trên môi. Là với mình thì khoản mùi không có vấn đề gì cả. Chúng mình có một son tiếp theo, màu HG09. Đây cũng là một trong ba màu son mình gợi ý cho mọi người đánh trong dịp Tết này. Đúng chuẩn một em son nhẹ nhàng vừa phải. Màu son này thì mình nghĩ là đánh để đi chúc Tết này, chúc Tết gia đình, chúc Tết họ hàng thì rất hợp luôn. Một em son nhã nhặn kiểu lịch sự. Với em son này, những bạn mà có da ngăm hay là da trắng thì vẫn có thể đánh được. Màu son này lên thì cực kỳ tôn da và trắng răng luôn. Và đặc biệt là có thể lên xinh ở trên mặt mộc nữa. Đúng chuẩn một em son mà chúng mình có thể đánh hàng ngày luôn ý. Với màu son này khi đánh ở trong lòng môi thì đi kèm với make up kiểu tông hồng nhẹ nhàng cực kỳ hợp. Thay vì đánh ở trong lòng môi thì nó sẽ thiên về tông hồng, còn đánh phun môi thì nó sẽ có thêm sắc đỏ bên trong. Với mình thì mình thích đánh em son này phun môi hơn. Em son này thì có trọng lượng khoảng tầm hơn 3g một chút xíu và mức giá khoảng tầm 300.000 thì mình thấy là cực kỳ hợp lý luôn. Với thiết kế xinh như thế này thì mọi người hoàn toàn có thể mua để làm quà tặng hoặc là tự thưởng cho bản thân cũng rất là hợp lý mọi người. Mình rất thích màu son này. Nếu mà để recommend cho mọi người 3 màu son để đánh ở trong dịp Tết này thì mình sẽ lựa chọn để làm màu 7, màu 8 và màu 9 này nhé. Về độ bám màu của em này cũng khá tốt, nó sẽ bám được trên môi khoảng tầm 3 cho tới 4 tiếng luôn. Còn lớp bóng bên trên thì khi mà chúng mình uống nước này hay là chạm môi vào đâu đó thì nó sẽ bay đi. Còn lớp tin màu thì nó bám rất là tốt và tin màu thì nó sẽ giống màu son bên trên luôn. Cuối cùng chúng mình có màu HG10 màu hồng cherry ánh tím. Nghe ánh tím thì có vẻ là hơi khó sử dụng một chút, nhưng mà màu này thì cực kỳ tôn da và trắng răng luôn. Những bạn mà có da ngăm hay là da trắng thì vẫn có thể đánh được màu son này. Nhưng với màu son này thì mình thích đánh phun môi hơn thì nó sẽ lên đậm được cái sắc đỏ hồng. Ý, thay vì đánh ở trong lòng môi thì nó sẽ là một cái màu kiểu hồng cánh sen, hơi khó sử dụng một chút xíu. Là với màu son này thì mình gợi ý cho mọi người đánh full môi nhá. Đi kèm với những cái đồ kiểu tông hồng, tông đỏ thì cũng rất đẹp. Để tổng kết lại thì mình thấy là cả 6 màu lần này đều rất đẹp. Riêng chỉ có màu HG05 đầu tiên là hơi khó đánh một chút xíu thôi. Ok, chúng mình vừa soát xong 6 màu son của nhà Black Rue. Không biết là mọi người thích màu son nào nhất thì đừng quên là để lại bình luận cho mình biết với nhá. Với mình thì màu son nào cũng đẹp, nhưng mà để lựa chọn ra một màu duy nhất để đánh thì mình nghĩ là màu 08 là màu đúng gu của mình nhất và mình sẽ chấm màu này 10 trên 10 luôn. Nếu mọi người đang muốn tham khảo màu son đánh ở trong dịp Tết này thì mình khuyên mọi người có thể thử màu 08 đó nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng với mình ở trong video hôm nay. Còn bây giờ thì bye bye.